Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiến trúc phát sinh ngờ. Thì video trước vừa có chia sẻ với quý vị và các bạn về cái công trình đặc biệt khu vực chính định đó đúng không ạ? Đó là cái công trình ban đầu. Thì hôm nay tôi đang đứng trong công trình đó và tôi sẽ phép chia sẻ với quý vị và các bạn về các loại cửa, cái công dụng của các loại cửa để quý vị và các bạn để chúng ta sẽ cùng nhau có được những cái giải pháp rất là hay cho chúng ta để mời quý vị và các bạn. Thì đây ạ, thì bên này đó là cái cửa mở ra ngoài. Thì đối với các loại cửa thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp khác nhau. Bạn nhé, tùy những cái điều kiện của chúng ta sẽ mở cửa như thế nào sao cho nó phù hợp thì trong video tôi sẽ các bạn chia sẻ rất là kỹ ạ. Đây là cửa mở ra ngoài đúng không ạ? Thì làm cho cái không gian thoáng rất là mát. Thế nhưng mà cái cửa này thì nó có một cái nhược điểm là gì ạ? Có một cái nhược điểm là khi mà mưa ấy, thì là nó sẽ đẩy cái hắt để hắt trực tiếp vào phòng. Thế nên là cái cửa này khi mà quý vị các bạn dùng thì các bạn cần phải là luôn luôn là đóng cửa đúng quy định đúng không ạ? Rất là luôn luôn đi ra ngoài phải nhớ đóng cửa. Thế nhưng mà khi mà bên mình đã tư vấn thiết kế thì mình đã tính toán rất kỹ rồi. Bên trên mình đã làm những cái ô văng ra bên ngoài để đây ô máy ra bên ngoài để tránh hắt từ bên các bạn nhé, tránh mưa hắt 45 độ. Nhưng mà tại sao thì bên này mình lại không làm cái cửa lần bên kia mà lại làm cửa bên bên này? Thì thứ nhất là cái không gian ở bên này là cái hướng đúng hướng đông nam. Đúng hướng đông nam các bạn cần đón những cái cơn gió mát nhất của cái công trình này vào ngôi nhà. Đây là cầu đúng nên mà tóc nó bay phấp phới các bạn nhá. Đấy, thế nên là mình mở cái cửa như thế này đúng không ạ? Thế nhưng mà còn cái điều nữa là cái hướng này thì cái lượng mưa, cái lượng hắt nó rất là ít cho quý vị các bạn. Nó làm cho cái công trình mà khi mà mở cửa cái hướng như thế này mà mở cửa hắt mở ra như này rất đúng là chuẩn chuyên nghiệp các bạn nhá. Và còn chưa kể là bên ngoài kia cây hoa vú sữa nó che đi được lượng mưa đúng không ạ? Đấy, thì tùy từng cửa mà chúng ta sẽ có cái cách mở khác nhau và tùy vào những dụng của mình. Thì còn đối với lại cái cửa mà mở ở đằng sau này thì video trước tôi có chia sẻ là tại sao phòng ngủ chúng ta mở cửa như thế nào. Thì trong video này mà bạn nào xem video thì cũng chia sẻ lại một chút nữa để cho các bạn hiểu được cái phong thủy trong cái cửa trong phòng ngủ để quý vị và các bạn tránh đúng không ạ? Thì còn chia sẻ là đối với cửa trong phòng ngủ chúng ta kỹ nhất là mở trên đầu giường, tức là mở trực tiếp vào đầu giường đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta mở ở bên cạnh giường. Nếu mà mở bên cạnh giường sẽ rất là tốt đúng không ạ? Thì đối với công trình này thì cửa hướng như này hướng đông nam thì mở bên này là hướng ở đằng sau đúng không ạ? Thì mình thiết kế là cửa mở cái rất là nhỏ thôi, cửa này là 150 thôi quý vị các bạn đúng không ạ? Thì mở cửa này mở hết như thế này đúng chưa? Thì có cái công dụng là gì ạ? Thứ nhất là làm cho cái nước mưa là nó sẽ chảy thẳng xuống, còn bên này thì mình không hề có lô ra nhé, hoặc là không hề có cái ban công mái che của cửa đúng không ạ? Mình mở hết như này thì là vừa là để đón gió vào, hai là để tránh cái nước mưa vào nó cũng bao quá đấy. Thì đối với công trình này thì chưa triển khai, nhưng mà mình xin phép chia sẻ với bạn này. Đối với những cái mặt ở trên cái mặt đá này, mặt ở trên cái bức tường này là như vậy nhé, thì anh muốn úp đá vào đây. Nhưng mà đối với cửa ấy, thì đối với trình nào các bạn làm thì cũng xin phép tư vấn luôn là các bạn nên đặt đẩy cái này dành cho vào trong một chút này, đẩy khung sắt hộ 13 lên lại 26 này và sâu vào trong một chút, và các bạn sẽ úp mặt đá này để chứng nhất cho các bạn dưới lau chùi nhé các bạn nhé. Đây cũng là một trong những cái mà thiết kế mà đương đại các bạn cũng nên làm như thế để cho dễ lau chùi sạch sẽ cho mình đúng không? Thì bên mình là ngoài thiết kế kiến trúc thì mình có cung cấp các bộ cửa và cung cấp thiết kế cửa cho quý vị các bạn nhé. Thì bạn nào mà cần tư vấn thiết kế cửa thì quý vị các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình để mình sẽ tư vấn cho quý vị các bạn. Đây là một trong những bộ cửa của mình đã lắp cho anh Minh rất đẹp đó. Đấy, rất đẹp và sang. Với đường chỉ này, với những đường chỉ đây, đây là cái đường chỉ khe nhôm này, đấy đường chỉ nhôm này. Thì khi mà mình làm cái đường chỉ này mà nó cái bảng cửa rộng như này mình để cả tấm ấy, thì nó làm cho cái cửa nó trông rất là thô và to. Thế nhưng mà mình chỉ cần điểm một tí thì đi thôi, những cái điểm chỉ, những cái đường chỉ rất nhỏ thôi nhưng mà nó sáng tạo phòng hơn đó. Đấy, cái đường chỉ đắt giá nhất các bạn nhé, nên làm cho bộ cửa cực kỳ đẹp lắm ạ. Đấy, các bạn nào xích mô này các bạn thích lên mình nhé các bạn nhé. Đây là một bộ cửa công nghiệp ạ, rất là hay, rất là đẹp, màu chó các bạn nhé, màu rất đẹp đúng không ạ? Thì bây giờ mình mời quý vị các bạn tham gia cùng xem cái vệ sinh để chúng ta sẽ xem cái
cửa mở cho học sinh nào, thì trước khi vào thì tôi sẽ tư vấn với các bạn này, đối với lại học sinh quý vị và các bạn thay nên thiết kế làm sao cho cái phòng học sinh của mình là nó sáng nhất, và thứ nhất là sáng, hai là thông gió tốt nhất các bạn nhé. Thì cô xin mời. Đây là cái phòng học sinh của mình, là tôi thiết kế công trình khói. Thì các bạn có thể thấy được là đây là cái không gian ở bên trong phòng học sinh chưa? Thì chúng ta đang là chủ đề về cửa, nhưng mà Cường lại sẽ tư vấn thêm cho học sinh có những cái chức năng gì. Thì đây ạ, Cường sẽ phép là tư vấn luôn ạ. Đây là cái khu vực phòng bồn nhé, của các bạn nhé. Khu vực bồn này, đây, khu vực thứ hai là khu vực rửa tay này, khu vực rửa này. Và khu vực 3 đó là khu vực ướt, đây là khu vực ướt nhé các bạn. Thì trong một cái phòng học sinh thì là không có thể để thiếu được, đây đó chính là cái máy hút mùi nhé các bạn nhé. Đây, trên này là cái máy hút mùi. Thứ nhất là mình đã thiết kế và có phải có máy hút mùi đúng không ạ, cho nó cái không gian nó tốt nhất. Thế nhưng mà đây mới chính là cái, đây cũng là một trong cái mà khá là đắt giá đúng không ạ. Đây là cái bộ cửa, thì khi mà các bạn ngồi xuống cái này thì cái tầm này là người ta sẽ che mình này, tầm này người ta che cái tầm nhìn vào trong cái không gian phòng vệ sinh, thì nó phải kín đáo thì chúng ta không tắm đúng không ạ. Nó cao hơn đầu tầm chục 18 các bạn. Thế nhưng bên trên này Cường thiết kế mở gì ạ? Mở cửa gì? Mở cửa hất nhé. Đây, mở hất ra bên ngoài. Thì và toàn bộ cái tấm này là tấm trong, các bạn trong của mình không thể nhìn được vào bên trong đúng không ạ? Đầu mà kể cả nhìn chéo bên trên xuống không nhìn vào được. Thì đây cũng là một trong những cái thiết kế rất là hay đấy. Cửa vệ sinh cũng vậy nhé, các bạn nhé, cửa công nghệ Pháp, nhưng mà cái tấm kính này là kính màu và không thể nhìn vào được đúng không ạ? Thì bạn nào mà cần tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất không thể qua sân vườn thì quý vị bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cường để Cường sẽ tới đo đạc và thiết kế cho quý vị các bạn nhé. Và kể cả cửa ấy thì đối với mình ấy, thì về trong phong thủy của cửa ấy, thì Cường xin phép là chia sẻ với quý vị các bạn này. Có một lần chủ đầu tư có hỏi Cường về một cái vấn đề là thầy phong thủy mới hỏi, bảo thầy phong thủy gia chủ cũng hỏi chủ nhà về cửa, thì thầy phong thủy tư vấn thiết kế luôn cái cửa cho bên mình. Kê là tức là bảo luôn là cái cửa này là phải 810 cái chiều cao như này, thì Cường xin phép được chia sẻ luôn một cái bài là như này. Đối với cái cửa là liên quan hình thức và cái không gian đúng không? Cửa cao hay thấp là do cái hình thức và không gian của kiến trúc sư đưa ra, và kiến trúc sư cũng là một người am hiểu về phong thủy đúng không? Thế nên là cửa Cường xin phép được chia sẻ với các bạn là chỉ cần cửa cái độ chiều rộng này là đúng với cái con số đỏ trong phong thủy, mặt nền lên trên cái mép trên này là số đỏ thì không thể là được, và mình sẽ trang lại trực tiếp cho quý vị bạn lên là đa số luôn đỏ lớn để quý vị bạn từ thứ năm 2 đến thứ 6 tất cả các thứ khác đúng không ạ. Thì nên là các bạn nào tư vấn thực tế kiến trúc thì các bạn phải nên tin cái người thầy kiến trúc đúng không ạ. Đến bây giờ thì Cường xin phép là Cường sẽ kết thúc video này tại đây, và bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Cường thì Cường xin mời quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký, nhấn vào chuông và nhấn vào bình luận mà tổ sẽ đảm bảo các bạn sẽ là những người nhận được tin nhất hôm qua. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong